Inutakumi. Anh ta là một chàng trai với gương mặt hết sức khó gần và luôn trong trạng thái có vẻ như rất nghiêm túc. Bằng một lý do đầy bí ẩn nào đó, anh ấy bám theo cô gái mang tên Mari, chuyển qua góc nhìn của cô gái Mari khi luôn bị một kẻ bám đuôi mình mà không rõ lý do, và kẻ này trông có vẻ vô cùng khả nghi. Những suy nghĩ của Mari chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ cho đến khi chàng trai đi chung với cô tan rã hành cát, dấu hiệu đã bị tấn công bởi một Ophanot, bỏ chạy khi thấy Takumi vì nghĩ anh ta chính là kẻ đã gây ra sự việc. Thật may mắn, trong khi chạy trốn khỏi Takumi, Mari đã gặp một chàng trai và hy vọng anh ta sẽ giúp đỡ mình. Nhưng sự thật, hắn ta mới chính là Ophanot đã ra tay. Cảm thấy tình huống vô cùng nguy hiểm, Mari đã chuyển hóa nhưng nó không tương thích với cô, đặt cô vào tình thế chỉ còn chàng trai luôn bám theo mình ở trước mặt. Cô đã đặt tất cả niềm tin vào hắn ta. Kích hoạt mã số 555 trên chiếc Firephone, anh ta đã chuyển hóa với luồng năng lượng photon đỏ sáng rực cả màn đêm. Kamen Rider 5 đã chính thức xuất hiện. Sau trận chiến đầu tiên, chúng ta cũng được biết rõ hơn về tính cách của Takumi. Anh ấy là người có một nỗi đau trong quá khứ và không thể nào thoát ra được quá khứ bí ẩn đó. Luôn tỏ ra vẻ ngoài một sự thờ ơ và chẳng hề quan tâm, cũng như chẳng hề ước mơ về tương lai và định hướng của bản thân. Anh không quan tâm tới tất cả mọi thứ, đến cả những việc bí ẩn vừa xảy ra, đó là về những tên quái vật, chị Hạt Lưng, cũng như tại sao cô gái đi theo mình lại bị tấn công. Anh ta chẳng quan tâm bất kỳ điều gì, thậm chí đến lời đề nghị bảo vệ cô gái vì anh sử dụng chiếc thắt lưng, anh cũng chẳng hề quan tâm. Sự lạnh lùng và thờ ơ đó đã làm cho nhiều người lầm tưởng anh là một kẻ tàn nhẫn và vô tâm. Nhưng thực chất đó chỉ là nỗi đau đã xảy ra trong quá khứ đã biến anh trở thành một con người không muốn trở nên quá thân thiết với những người mà anh gặp mặt. Cho dù vô tâm như thế, nhưng anh cũng không thể nào bỏ mặc Mari khi quay bị tấn công bởi tên Ophanot với sức mạnh của voi. Lần nữa, dưới sự bất đắc dĩ của mình, anh phải chuyển hóa thành Kamen Rider 5.